Hàng về mẫu mới về, áo Phongmopi ngon bổ rẻ bà con ơi. Truy cập ngay chất mà rẻ.vn, link dưới mô tả nhé. Kiếm thuật giỏi hơn Shanks, lý do Mihawk không trở thành một tứ hoàng. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với băng hải tặc xăm soi. Chúc anh em một ngày tốt lành nhá. One Piece Volume 1001 vừa chính thức ra lò tại Nhật Bản với trang bìa là một bức hình vô cùng mờ lẹt đến từ vị trí của Hoa Tiêu băng mũ rơm đang sử dụng tam kiếm phái. Cùng với sự nóng bỏng đó là những thông tin nóng hổi không kém cho chuyên mục hỏi đáp SBS vào 1001, như là tiết lộ tên các chỉ huy của băng hải tặc tóc đỏ xuất hiện tại Marineford vào 2 năm trước, khẳng định Shimotsuki Ushimaru không phải là bố của Zoro. Nhưng thứ làm tớ chú ý nhất chính là bức ảnh xác nhận những nhân vật hành tẩu cho One Piece với tư cách là một kiếm sĩ, bao gồm Roger, Rayleigh, Oden, Shuriyumura, Hachi, Kaku, Vista, KVDSH, Luật, Sơn Tóc Đỏ, Roronazoro và người đứng ở vị trí trung tâm chính là Mỹ Hạnh. Tấm hình này một lần nữa làm dậy sóng những tranh cãi về sức mạnh của kiếm sĩ mạnh nhất thế giới, Dracula Mihawk. Liệu trình độ của anh có thể sánh ngang với một tứ hoàng? Không chần chờ gì nữa, hôm nay xăm soi sẽ đưa các bạn đi tìm hiểu về chủ đề kiếm thuật giỏi hơn Shanks, lý do mắt diều hâu không trở thành tứ hoàng. Một, sức mạnh của Mihawk. Mihawk vừa là sư phụ, vừa là bức tượng đài cuối cùng mà Zoro phải vượt qua để thực hiện ước mơ và cũng là lời hứa với người yêu cũ của mình. Vậy, nhưng tớ thấy khá nhiều bạn đề cao sức mạnh của anh chàng kiếm sĩ băng mũ rơm nhưng lại đánh giá không cao ước mơ của anh. Ý mình là Mỹ Hạnh, người mà Zoro luôn phấn đấu để đánh bại, đang bị underrated. Trong băng vua hải tặc tiền nhiệm, cơ trưởng Roger và thuyền phó Relic được coi là một cặp khá cân tài cân sức, một chín một tái. Vì thế, cũng không có gì bất ngờ nếu như sức mạnh của Zoro sánh ngang với vua hải tặc tương lai Monkey D. Luffy vào lúc băng mũ rơm tìm được kho báu One Piece. Nếu như đích đến của Luffy là sánh ngang hay thậm chí là vượt qua Roger, tức là vượt qua tầm cỡ của một tứ hoàng, người thầy của Lù là vua bóng tối cũng ngang cơ một Yonko, thì không có lý do gì mà thầy và cũng chính là người Zoro cần đánh thắng lại ở một đẳng cấp thấp hơn các tứ hoàng cả. Trước hết, Mihawk đã khá nổi tiếng trước cả khi thời đại hải tặc bắt đầu khi vua hải tặc Roger chết, chứng tỏ anh hẳn là một kiếm sĩ cừ khôi ngay từ khi còn rất trẻ. Sau đó, Mắt Diều Hâu đã gia nhập đội ngũ Thất Vũ Hải, một trong tam đại thế lực cân bằng nền hòa bình thế giới. Theo lời của Phó Đô Đốc Gáp, muốn bắt được Tứ Hoàng, nếu không phải là hải quân thì phải nhờ Thất Vũ Hải. Do vậy, hồi mới được debut, Shichibukai là một cái gì đó rất là ghê gớm, nhưng sau phần thể hiện có phần phế vật đến từ vị trí của Gekko Moria hay sự gia nhập của chú hề Buggy thì các Shichibukai bắt đầu tụt chuỗi thách đấu về đất xét đoàn và được cho là không có cửa để solo với một tứ hoàng. Tuy nhiên, trong cái xã hội này, ở đâu cũng có người zis, người zat, tổ chức nào cũng có kẻ mạnh và kẻ yếu, và Mỹ Hạnh, người đàn ông đã từng có những pha combat không phân định được thắng thua với tứ hoàng Shanks, chính là ứng cử viên sáng giá cho vị trí là một trong những trụ cột giúp chính quyền thế giới cân bằng với tứ hoàng. Dù Mihawk chưa có cơ hội để phô diễn toàn bộ sức mạnh, nhưng mỗi lần lên sóng, anh đều để lại ấn tượng sâu sắc cho các fan One Piece. Đại hải trình là mồ chôn của hải tặc, càng vào sâu thì càng sướng, càng khó đi và gặp nhiều nguy hiểm. Điều kiện tiên quyết để có thể tung hoành vùng biển này là cần có một Hoa Tiêu và những đồng đội mạnh mẽ. Nhưng Mihawk đã đơn phương độc mã với chiếc thuyền mang hình hải quan tài đi lại khắp đại hải trình. Việc vượt qua những vùng biển đáng sợ chỉ với một chiếc thuyền nhỏ, phần nào đã cho thấy được sự bá đạo của Mihawk. Hay việc trong phút giây rảnh rỗi sinh nông nổi, chỉ bằng một thanh kiếm và một cỗ quan tài, ông đã truy sát toàn bộ 50 tàu và 5.000 thành viên của băng hải tặc Don Creek. Trong trận chiến tổng bộ tại Marineford vào 2 năm trước, khi Mihawk xuất hiện đã khiến nhiều người trong cả hàng ngũ hải quân lẫn hải tặc phải kiêng dè và kính nể vài phần. Đến cả nữ hoàng hải tặc Boa Hancock, người rất tự tin vào năng lực của chính bản thân, cũng phải rùng mình khi nhìn vào mắt của đệ nhất kiếm sĩ. Ở đây, Mỹ Hạnh chỉ bằng một nhát chém chia cắt núi băng khổng lồ, sau đó lại có những màn giao lưu nhẹ cùng với nhiều nhân vật máu mặt như Crocodile, Jinbei, Hoa Kiếm Vista, nhưng ông lại nằm trong số ít những người bước ra khỏi trận đấu mà không lãnh một bất kỳ vết thương nào. Điều đó cũng không có gì đáng là ngạc nhiên khi Mihawk sở hữu cả Haki vũ trang và Haki quan sát thuộc hàng top server. Hay qua việc Mihawk chỉ dạy cho Zoro trong 2 năm du học về Haki vũ trang và cách bọc Haki và thanh kiếm. Tuy ở Vivecat, Mihawk chỉ được xác nhận là sở hữu Haki vũ trang cùng với Haki quan sát, nhưng mà tớ tin rằng đến 96,69% đó là ông có cả bá khí. Haki bá vương được sở hữu bởi những người có tư chất đế vương, tức những người đứng đầu của một nhóm nào đó và có ý chí vô cùng mạnh mẽ không chịu khuất phục.
và Mihawk chứa đầy đủ yếu tố để sở hữu được loạt sức mạnh này. Ông là người đứng đầu trong giới kiếm thuật. Suốt 12 năm trời, chưa có một kiếm sĩ nào có thể vượt qua được sức mạnh của Mihawk. Thêm một chi tiết nữa khiến cho mình tin chắc rằng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới này cũng có Haki Bá Vương, đó là bởi học trò của anh, Roronazoro, cũng sở hữu loại năng lực này và dường như đó chính là tiền đề để tạo ra được một thanh hắc kiếm. Ngoài ra, sự tự tin tuyệt đối vào bản thân cũng là một chi tiết cho thấy Mihawk rất bá. Dù vượt lên trên tất cả các kiếm sĩ trên thế giới, nhưng Mihawk không hề ảo tưởng và khoe khoang về điều đó. Ông thật sự trở nên chán ngán bởi mãi mà không có một trận tỉ thí ra trò. Sau khi nhìn thấy được ý chí vĩ đại và quyết tâm to lớn của Zoro, Mi Hạnh đã nói với anh đầu tàu rằng dù có mất bà lộ đi chăng nữa, anh cũng đợi Zoro vượt qua thanh kiếm Yoru và vượt qua mình. Thậm chí, Mihawk còn tự tay đào tạo Zoro để giúp anh đầu rêu trở nên mạnh mẽ hơn. Mihawk cũng khẳng định ông sẽ đứng trên đỉnh cao chờ Zoro, tức là Mihawk tin rằng không ai có thể xoán ngôi mình ngoại trừ anh kiếm sĩ bằng mũ rơm. Kiếm thuật mạnh hơn Shanks. Trước khi Shanks lên làm hội trưởng hội những người tàn tật, giữa Mihawk và anh thường xảy ra những cuộc đọ kiếm bất phân thắng bại, làm rung chuyển cả Grand Line. Tức khi ấy, sức mạnh của hai người đàn ông này là ngang cơ nhau. Tuy nhiên, sau đó The One ở đại hải trình trở nên đắt đỏ, còn Shanks thì mất đi một cánh tay thuận, nên Mỹ Hạnh đã chấm dứt công cuộc rủ Xuân đấu kiếm nhuộm vàng, bởi Xuân đã không còn đủ hấp dẫn và thỏa mãn được cây kiếm của mắt diều hâu nữa. Sau đó vài năm, thì Shanks lên làm tứ hoàng, còn Mihawk trở thành kiếm sĩ mạnh nhất thế giới. Nhiều anh em khi đưa sức mạnh của Shanks và Mihawk lên bàn cân đã cho rằng hồi đó Mihawk chỉ ngang Shanks về mặt kiếm thuật, còn Haki thì Mihawk không có cơ thắng nổi tóc đỏ bởi nghĩ rằng hai anh chỉ đấu kiếm chay chứ không vận công lực. Điều này là hoàn toàn vô lý khi Haki búp sức mạnh rất đáng kể cho một kiếm sĩ, mang lại một khả năng công thủ vẹn toàn. Ví dụ, Haki vũ trang giúp kiếm bền và sắc bén, nhát chém cũng trở nên uy lực hơn. Còn Haki quan sát lại giúp họ đoán được những chiêu thức và đường đi nước bước của đối thủ để kịp thời né những nhát chém nguy hiểm. Như vậy, cuộc đọ sức giữa hai anh là một màn giao lưu cả chiêu thức lẫn Haki, dù không đến mức một mất một còn, nhưng cả hai đều full skill, full đồ, sử dụng hết 100% kỹ năng và sức mạnh của bản thân. Mặt khác, lại có ý kiến cho là dù lúc đó Shanks bằng Mihawk, nhưng sau này Shanks đã phát triển sức mạnh rất nhiều để trở thành một Yonko, còn Mihawk đã trải qua một khoảng thời gian dài mất ngủ vì không có đối thủ, không có mục tiêu để phấn đấu và luyện tập nên chỉ đứng dậm chân tại chỗ. Dù là fan của Xuân tóc đỏ nhưng tớ không đồng ý với điều này, bởi vì là một kiếm sĩ chân chính giống như Zoro, Mihawk cũng sẽ chăm chỉ luyện tập không ngừng nghỉ để có thể nâng cao sức mạnh của bản thân. Tức là đôi bạn cùng tiến Shanks và Mihawk đều mạnh lên qua thời gian. Oh, okay. Chưa có nhiều thông tin về hai người đàn ông bí ẩn này, nhưng theo tình tiết của manga và SBS 1001 có thể thấy Mỹ Hạnh hơn Xuân tóc đỏ bởi một vài nguyên nhân sau. Thứ nhất, danh xưng kiếm sĩ mạnh nhất thế giới không phải là một trò đùa. Mihawk là kiếm sĩ mạnh nhất trong các kiếm sĩ còn sống tính đến thời điểm hiện tại. Dâu trắng từng được mệnh danh là người đàn ông mạnh nhất thế giới, tức ông là người mang giới tính nam, có sức mạnh đứng trên tất cả. Dù là kiếm sĩ, hay xạ thủ, hải quân, hay hải tặc đều không thể mạnh bằng ông. Sau sự hy sinh của dâu trắng tại trận chiến của Marineford, Kaido ở Aquano cũng được giới thiệu là sinh vật mạnh nhất thế giới, tức là bất kể con người hay con vật trong One Piece đều yếu hơn Kaido tại thời điểm này. Tương tự đối với danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất thế giới của Mihawk, được hiểu rằng Mihawk đánh bại được mọi kiếm sĩ, dù có Haki mạnh hay yếu, dù là người ăn trái ác quỷ như Law hay không sở hữu trái ác quỷ như Zoro. Và việc xác nhận Shanks là một showman trong SBS mới nhất dường như ngầm gợi ý sức mạnh của Mihawk còn một chút nhỉnh hơn Shanks. Thứ hai, Mihawk vỗ tay giỏi hơn Shanks, ý mình là múa kiếm bởi Shanks đã bị cụt mất cánh tay thuận khi cứu Luffy. Sau đó, Hạnh không tìm Xuân để giao lưu nữa và nhiều người cho rằng giữa đó là bởi vì Mihawk muốn chơi một cuộc chiến fair play. Nhưng hãy nhớ, giữa hải tặc và hải tặc không có cái gọi là chơi bẩn cả. Như Luffy từng nói, hay khi hai kiếm sĩ đối đầu cũng không có cái gì gọi là nương tay, dù họ có bị mù mắt hay mù đường. Như trong màn giao lưu giữa Zoro và Fujitora, việc Mihawk ngừng chiến đấu với Shanks có lẽ vì ông hiểu, mất đi tay quen, Shanks sẽ không còn là đối thủ hoàn hảo của mình nữa. Xuất phát từ việc Shanks được xác thực là kiếm sĩ, nếu Shanks đang mạnh hơn Mihawk thì suốt mấy năm trời, Mihawk đang tìm kiếm và theo đuổi một điều vô nghĩa khi anh chưa thể đánh bại và vượt qua được mọi kiếm sĩ ở trên thế giới. Thứ ba, trong rất nhiều kiếm sĩ bao gồm cả vua hải tặc, vua bóng tối và tứ hoàng Shanks hay là Shogun Wano, chỉ có Mihawk và vị samurai huyền thoại Ryuma là hai người tạo ra được hắc kiếm cho tới thời điểm hiện tại. Hắc kiếm Yoru của Mihawk là một trong 12 thanh cực phẩm đại bảo kiếm, tức là một trong những thanh kiếm mạnh nhất của bộ truyện. Theo lời của Shimotsuki Kozaburo, các danh kiếm ẩn nhẫn chờ đợi được đặt vào tay một kiếm sĩ xứng đáng với chúng, tức là một thanh kiếm mạnh sẽ luôn chọn một chủ nhân tương xứng. Mihawk phải cực kỳ mạnh
và thấu hiểu Yoru cần gì và cung cấp đủ lượng haki để có thể thỏa mãn cho thanh danh kiếm này thì nó mới có thể trở thành một thanh hắc kiếm. Như vậy, Mihawk thấu hiểu kiếm hơn cả Shanks và tìm được cách để hòa hợp với kiếm, hay nói cách khác là đạt đến trình độ kiếm nhân hợp nhất. Đây cũng là điều quan trọng nhất để quyết định một người có phải kiếm sĩ giỏi hay không. Vậy với sức mạnh bá đạo như vậy, một câu hỏi vô cùng lớn được đặt ra là tại sao Dracula Mihawk không trở thành một Yonko? Ngay sau đây sẽ là lời giải đáp. Lý do Mihawk không trở thành một tứ hoàng. Đầu tiên, chúng ta phải xác định lại những yếu tố tạo nên một tứ hoàng và để xem liệu rằng Mihawk có phù hợp để trở thành một Yonko hay không. Thứ nhất, tứ hoàng phải có một sức mạnh đáng kinh ngạc. Hầu hết tất cả các tứ hoàng đều sở hữu cho mình 3 loại haki ở cấp độ cao, kỹ năng chiến đấu điêu luyện hay những trái ác quỷ mạnh nhất của các hệ. Họ là những vị vua của biển cả cùng nhau thống trị nửa sau của Đại Hải Trình, tức ngoài sức mạnh, tứ hoàng phải bành trướng lãnh thổ, có địa bàn cho riêng mình. Thứ hai là một tứ hoàng như Dâu Trắng, Kaido, Big Mom, Shanks hay thậm chí là Dâu Đen, người vừa bước lên ngôi vị tứ hoàng cách đây không lâu thì đều cần có băng hải tặc cho riêng mình, bao gồm các chỉ huy và lực lượng thuyền viên đông đảo. Lực lượng chính của băng hải tặc bố ra có 16 chỉ huy sư đoàn, bằng bách thú có 3 tam tai và 6 Tobi Robo, băng dầu đen có 10 thuyền trưởng Titanic, băng tóc đỏ gồm 9 chỉ huy và băng Big Mom là 3 tư lệnh ngọt và đại gia đình Charlotte. Thứ ba, các tứ hoàng đều có thứ cần phải bảo vệ, các vị vua đều phải có lãnh địa và thần dân riêng. Đối với Dâu Trắng thì những đứa con của ông hay người dân thuộc những vùng ông thống trị chính là những thứ cần được bảo vệ. Và với Big Mom và Kaido thì đảo Bánh và Wano chính là những vùng lãnh địa mà họ không thể để mất. Mặc dù với phân tích ở trên, sức mạnh của Mihawk có thể hoàn toàn ngang với một tứ hoàng, nhưng ông không thể trở thành một trong số họ bởi vì sức mạnh không phải là tất cả. Nếu muốn là một tứ hoàng thì còn cần có lãnh địa riêng, có những người dân chịu sự bảo hộ của mình, có các đồng đội, có lực lượng băng hải tặc hùng hậu đủ để bảo vệ những thứ cần được bảo vệ mỗi khi một thế lực mạnh mẽ hay một băng tứ hoàng khác có ý định nhằm nhè xâm chiếm. Tức theo kiểu, tao mạnh và anh em tao cũng đông, còn Mihawk thì luôn chỉ có một mình, bốn bể là nhà, đi khắp mọi nơi để tìm cho mình một đối thủ xứng tầm. Tuy cũng có lãnh địa cho riêng mình, nơi mà không ai thèm đặt chân đến, đó là hòn đảo Kuraigana, và các thần dân mang hơi hướng người tối cổ là những chú khỉ đầu chó biết múa kiếm và bắt chước con người. Nhưng Mihawk luôn sẵn sàng bỏ trống hay rời khỏi nơi đây bất kỳ lúc nào. Và điều quan trọng nhất là Mihawk không hề để ý đến việc làm sao để trở thành một tứ hoàng, để bành trướng thế lực hay để bảo vệ một điều gì đó. Thứ duy nhất hãy quan tâm là bao giờ đối thủ xứng tầm với mình mới xuất hiện. Nói chung, Muscle Hulk sống theo phong cách độc cô cầu bại, tức độc thân cô đơn và cầu mong bại trận. Do vậy, ông không thể và cũng không muốn ngồi vào vị trí Yonko. Về lý thuyết thì những nguyên nhân ở trên là hoàn toàn thuyết phục, nhưng mà với trình độ tổ lại úp vỉa của Racing Boy Oda thì rất có thể Mihawk đang thực hiện một nhiệm vụ cơ mật nào đó, không thể nào tiết lộ hành tung. Cùng với Shanks, Dragon và Im-sama, thân phận của Muscle Hulk còn rất nhiều bí ẩn chưa có lời giải đáp. Dường như ông có quan hệ mật thiết với Kuma, người của cuộc cách mạng. Quá khó để nghĩ việc Kuma gửi Zoro du học 2 năm tại đảo Kuraigana chỉ là một sự trùng hợp. Liệu Mihawk có phải là đồng minh của cuộc cách mạng hay thậm chí là lực lượng chủ chốt dưới trướng của Dragon? Các bạn nghĩ sao về điều này? Hãy comment cho bọn tớ biết với nhé. Và trên đây là tất tần tật về trình độ sức mạnh thật sự của cựu thất vũ hải Dracula Mihawk. Ông chính là minh chứng rõ ràng nhất cho câu nói một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao. Với sức mạnh ở tầm cỡ những con người vĩ đại, nhưng việc lựa chọn sự cô độc sẽ khiến ông trở nên khác biệt với minh chính Luffy, người sẽ trở thành vua hải tặc tương lai. Cậu không chỉ có sức mạnh, cậu còn có những người đồng đội và đồng minh thân thiết cùng cậu vượt qua mọi khó khăn trên con đường thực hiện ước mơ. Sức hút của Luffy, loại tài năng biến tất cả mọi người bất kể bạn hay thù trở thành đồng minh quay ra giúp đỡ cậu, chính là loại sức mạnh được Mihawk đánh giá là nguy hiểm nhất thế giới. Và ngay sau đây sẽ là chuyên mục câu hỏi đáp thứ XXX của Samsoi. Nổ phát súng đầu tiên sẽ là câu hỏi đến từ bạn Pick. Anh thử nghĩ sang Wano thì Zoro với Diều Hâu solo thì ai sẽ thắng? Anh nghĩ là sau ác Wano thì Zoro vẫn chưa thể nào đủ trình để có thể đánh bại được Mihawk nha. Bằng mũ rơm vẫn còn cần để trải qua một đoạn đường rất dài nữa mới đến được đích. Và khi kết thúc cuộc hành trình cũng là lúc các thành viên trong băng hoàn thành được mục tiêu của bản thân. Tức là anh nghĩ vào thời điểm ấy, Zoro mới đủ sức để có thể đánh bại được Mihawk và trở thành kiếm sĩ số 1 thế giới nha. Bạn Phúc Lê có hỏi, thế Sanji không đánh phụ nữ đúng không anh Samsoi? Đúng vậy em ạ, Sanji vẫn là anh ba mà chúng ta biết, luôn nâng niu phụ nữ và không bao giờ làm đau họ dù chỉ bằng một nhánh hoa. Chỉ tội anh ba bị Queen vô oan giáng họa, tự tay hủy đi ước mơ nhà tắm nữ. Khép lại video ngày hôm nay là lời nhắn vô cùng dễ thương của bạn Ha Hoang. Anh vất vả quá, tối thế mà anh vẫn ra video, cảm ơn anh nhiều.
Anh cũng cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn đồng hành cùng với Săm Soi nha. Xem đến đây rồi thì các bạn ngại gì mà không cho tớ một like và một subscribe. Và bye bye, hẹn gặp lại mọi người vào ngày mai nhá. Nóng nóng nóng, ban hải tặc Săm Soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece Săm Soi. Chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhá. Nhớ đấy, thuyền trưởng Săm Soi đang đợi bạn. Link nhóm ở mô tả nha.